khi mà lên mẫu cho mọi người thì làm xét là eo với lại ngực của mình là 84 và 68 đổ về, hoặc là 84 hoặc là 65 đổ về, thì eo của em thì dưới 65, nên là đa số là sẽ kẹp lại để cho mọi người xem cái con dáng nó rõ hơn. Vậy nên là chị nào mà mình thích thì nhớ là mình cho em cái mã và số điện thoại, thì bên em các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người về chiều cao cùng ngành cũng như số đo để chọn cái size phù hợp nhất các chị nha. Rồi cái một vòng từ trước là sau cho mọi người xem mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi cái mẫu đầm này là một trong những cái con đầm hết sức là basic của shop luôn, kiểu là bên em làm đơn giản nhưng mà rất là dấu dáng và đặc biệt mang lên rất là sang cho người các chị. Và cái tông màu đỏ bên em là một cái tông màu đỏ đô trở cực kỳ là sang luôn. Và mẫu này em sale rất là rẻ trên line ngày hôm nay cũng như đẹp mỗi ngày, vậy nên là chị nào có mặt trong line ngày hôm nay các chị cùng ở lại mình nghe tư vấn về mẫu này thì có thể là chốt cùng với đẹp mỗi ngày các chị nha. Rồi đầm ngày hôm nay thì chắc là em cũng xem mọi người giá rất yêu thương thôi, cho từ đầu like đến giờ là em xả kho giá cũng rất là mềm. Vậy nên là chị nào mình thích thì cứ rất là ở lại like cùng em tư vấn nè. Em đang mặc trên người mà sản phẩm là C340 các chị, đứng lại gần cho mình coi nha. C340 thì ngày hôm nay á, với cái chiếc đầm tuyệt sang như vậy và bên em sale thì có 99.000. Nên là em hy vọng chị đã thích mẫu này rồi. Các chị comment liền cho hiền là C340 cộng kèm với cái số điện thoại của các chị trên cùng một dòng giúp em, để bên em có thể chốt cũng như là lên đơn hàng cho mọi người với giá sale rất là rẻ các chị nha. 99.000 giúp em nè các chị. Rồi comment cho em là C340 cộng kèm với lại cái số điện thoại bên em chốt đơn nha. Phong cổ về bên nhà em, phần tay là tay phần cho em, đặc biệt các chị nhìn cho em ha. Phong nhãn bên em làm kiểu là sao đó, chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi chứ không quá cầu kỳ, kèm cúc hai bên như vậy cho các chị. Và đằng sau sẽ là khóa chứa lộn cho em nha. Mẫu này á, khi mà mình chị nào mình đầy người một xíu á thì mình mang đẹp hơn cho em nha. Mẫu này nếu mà xé thì các chị mình tầm là 46 cân trở lên thì mình mang đẹp nhất cho em. Nếu mà em có chị nhỏ thì mình chụp vào mình chích eo lại một xíu, tại vì mẫu này thì em dưới 65 cho em là vừa xé nha. Nên chị nào em nhỏ mình chích, mình mà bắt buộc mình phải chích eo lại một xíu thì mang cho nó đẹp hơn. Rồi C340 nha chị nha. Mẫu này mình comment liền cho em là C340. Và giá trên đây ngày hôm nay em sale cho các chị mình với giá cực kỳ ưu đãi luôn là 99.000. Đừng quên là ngày hôm nay là cái chương trình ưu đãi trên live, nên là chị nào thích thì comment liền cho em mã cũng như cái số điện thoại của tất cả các chị để bên em có thể là chốt cũng như lên hàng thành công cho mọi người nha. Và chị nào mà mình chưa có chia sẻ like thì nhớ là trang sinh một lượt chia sẻ like được trang cá nhân ở chế độ con trai, cũng như mình tắt tên đăng người bạn của mình vào livestream cùng với đẹp mỗi ngày để bên em có thể là chốt đơn với giá rẻ cho tất cả các chị nhà mình nha. Và đặc biệt là ngày hôm nay chị nào chưa săn được những cái mẫu nào, một xíu ở đây bên em tắt like mình có thể mình kéo lại like, hoặc là chưa mình xem live tiếp cũng được các chị ha. Rồi em ở trên người mặc sản phẩm là C340 và chị nào lấy thì cái mức giá là 99.000 cho ngày hôm nay thì chủ động comment liền trên mã số điện thoại để bên em các chị các bạn bên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho các chị nha. Rồi cho em còn cho các chị người nhiều đồng lắm nên bây giờ em sẽ khen kiểu là tranh thủ hai mẫu thật là nhanh. Nên là chị nào có mặt trong live mình ở lại mình đợi em một xíu em coi mẫu và nhớ là mình đừng rời khỏi live em, cái chị ở lại đợi em một xíu các chị nha. Mã C340 còn size L không em hả? Chị Lan Anh ơi,